ai về ta? Lèo bé không có lèo. Lèo quế không có lời. Trời ơi, cái con heo lẻ hết trơn. Cái thằng heo này. Thôi thôi à. Ai đang xem cho em xin một chấm anh chị ơi. Mấy anh chị. À, trời ơi. Sắm thấy ai xem đi ta? Có thấy ai xem không? Chờ em chia sẻ xíu nha mọi người. Trang sức. Chia sẻ giùm em chút nha mấy anh chị, chấm chấm bài giùm em cho em biết mọi người đang xem nha. Chấm chấm bài không cần chia sẻ vẫn được. Tại vì em biết hiện tại nó đang bị ẩn, em không thấy mắt xem nào hết. Em không thấy một con mắt xem nào hết mấy chị ơi. Em còn đang vuốt chưa có không. Em chào mọi người nha. Em chào mấy anh chị đang xem. Em chào tất cả mọi người. Ai đang xem chấm giùm em một chấm nha cả nhà ơi. Sao không thấy ai chấm bài gì hết, đau lòng gì, có bị ẩn không gì. Em tự chấm em luôn. Ở đây em có một cái dây Akoya nè mấy anh chị ơi. Cái đèn nó hơi tối vậy. Ngồi gần lại coi. Giờ thì em. Một dây Akoya quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Cái này là 6 ly, tầm 6 ly mấy chị, 1 triệu rưỡi nha. Ai lấy lên giùm em mã 15 nha mọi người. Mã 15. Cái dây này 1 triệu rưỡi nha mấy chị. 6 ly, xà cừ nó siêu đẹp luôn. Mấy anh chị, xà cừ siêu đẹp luôn. Sao bữa nay mọi người thở với mình thế. Xin có một cái chấm thôi mà không ai chậm hết. Chán vậy. Ủa mấy chị có thấy em không mọi người? Cho em xin một chấm mà không ai chấm cho em hết vợ. Đau lòng quá vợ. Trời ơi. Một cái ghim áo, hai cái ghim áo. Cái ghim này đá xi chin à. Còn cái ghim này nó là garnet nè, ngọc hồng lũ á. Trời đẹp quá. Cái hộp ghim này em bán. Ồ ở đây nó có khắc silver 925. Cái gì? Cái này nó có khắc cái gì? Silver 950 nè mấy chị nè. Silver 950. Rồi em bán cặp này cho mọi người ha. Một viên đá sichin với là một viên garnet nè. Rất là đẹp. Rồi bán cặp này cho mọi người. Hồi nãy con nhầm cô. Ai cho cô cái bán này con hỏi
Rồi đi ăn đi, đi vào phòng ăn đi. Em mở cho con. Nói nhỏ nhẹ đàng hoàng. Em bán cặp này mở hàng cho mấy anh chị là 70 ngàn. Lên giúp cho em mở hộp. Hộp 70. Rồi. Rồi đây cái ăn không có nhảy. Tâm rủng chân bây giờ. Ủa bệnh mà sao la lớn như vậy? Bệnh mà sao la lớn như vậy? Ồ, con trai ủa thế hả? Ôi, chào mọi người. Giờ mới thấy luôn nè, khổ thân của em ghê không? Khổ thân em không? Ê, có hai cái kẹp đẹp quá mấy chị ơi. Hai cái kẹp. Xinh ghê chưa? Kẹp nha. Có san hô đen, có san hô đen nha em ơi. Cái kẹp nè. Em bán 50.000 hai cây nha mấy anh chị, lên giùm em mã số 2. 50.000 hai cây lên giúp em mã số 2. Hộp cho chị Thu nè, mã số 2 50. Hai cây này 50. Hộp cho chị Thu nè. Trời ơi xuất sắc lắm. Hộp cho chị Thu 70, chào Cẩm Tú. Ôi nó ẩn dữ vậy ta. Chị Thu 70. Trời nó ẩn dữ vậy. Xem vòng tay hổ phách. Ở đây nè, Ngọc Coco ơi. Hổ phách 1.4 triệu nha bạn ơi. Cái vòng này nó chun nè, nếu mà nó to thì mình có thể cắt ra. Đó. Cắt ra mình làm nhỏ lại. Đó, 1.4 triệu cái vòng này nha. Ngọc Coco 1.4 triệu. Bao chuẩn hổ phách nha. Bao chuẩn hổ phách cho bạn luôn. Không. Nè. 1.4 triệu, lấy thì lên mã 14 nha, Ngọc Coco. Lấy thì lên mã 14. Đây em có một số mặt hổ phách nè mấy chị, mặt với bông hổ phách. Nó ẩn miết vậy ta. À, dày bao nhiêu để mình đo cho nha. Hiện tại giờ. Độ dày của nó là 7, nói chung là dày dày cái chiều dày này nè. Là 7. Còn cái bề ngang này của nó là 26. Còn cái bề này của nó là 30. Cái bề này 30, cái bề này 26, cái này trên 30, cái bề mà rộng này nè. Là trên 30, cái bề ngang như thế này của một miếng là 26, còn cái bản dày của nó là trên dưới 7. Nói chung nó dao động trong 7. Có miếng mỏng hơn, có miếng dày hơn ha. Có cái 7 chấm mấy, có cái 7 chấm, có cái nói chung là mình lấy cái số chuẩn của nó là 7 ha. Đây. Đó, 1.4 triệu bạn ơi. Tất cả đều là khung bạc hết á. Nó ẩn qua cái này hả em ơi. Một cái cài áo ngọc bích. Một cái cài áo ngọc bích phối với san hô nè. Đẹp chưa? Đó. Cái này bán cho mọi người là 200 nha. Ai lấy lên giúp em mã 2. 200 ai lấy lên giúp em mã 2. Có 1, 2, 3, 4, 5 san hô. Với lại mấy cái lá nè, ngọc bích nè. 200 lên giúp em mã số 2 nha mấy anh chị. 200 lên giúp em mã số 2. Nó ẩn có phải thoát ra thoát vô. Đây, cái mặt hổ phách khung bạc nè. Nhưng mà cái hổ phách này nó thô quá. Đó, nó như trên like luôn. Bán 300. Bán 300. Cái này
Cái này mấy cái này tất cả đều là chui bạc hết nha mọi người. Hình như nó hơi tối phải không mấy chị? Tất cả đều là chui bạc hết. Để em lấy cái đèn cao lên chút. Cái đèn của này nó tới hùi. Tất cả mấy cái khuy, mấy cái mà mấy cái khóa, mấy cái này đều là bạc hết. Này bán 2.280. Còn cái nhỏ này thì bán 190 nè. Đâu rồi? Cái nhỏ mỏng này thì bán 190 nè. 190, 280, 300. Đây. 190 nè, 190. Nhỏ mảnh mảnh thì 190 đây. Đó, tất cả cái trên này đều bằng bạc hết nha. 190. 190 mã 1, 190 mã 2, 190 mã 3. Đó, mã 1, mã 1, mã 2, mã 3. Còn này 208. Cái này lên mã 300, lấy cái nào thì nói mình nha. Cứ phải thoát ra thoát vô mệt thiệt. 300 cho Ngọc Cô Cô. 300 cho Ngọc Cô Cô. Ok. À, Yến Lê hôm nay chị có hả ơi. Inbox giùm cho chị liền nha Ngọc Cô Cô ơi. Chị có san hô đen. Có ai ôm lô hổ phách này không á chị? Ôm lô mặt hổ phách. Này cho Ngọc Cô Cô dự bị chị Yến Lê. Em có một cái dây sừng nè mấy chị. Để vô chấm Ngọc Cô, Ngọc Cô Cô vô inbox giùm chị cái nha, cho chị biết. Rồi, cảm ơn đã nhìn thấy em rồi nha. Bên em cọc hoặc chuyển khoản mới đi hàng nha mấy anh chị ơi. Bây giờ shop nào cũng vậy, cứ phải đi một mình shop em. Em có cái tinh thể Coumalin nè mấy anh chị. Tinh thể Coumalin có kiểm định của Nhật luôn. Tinh thể Coumalin nè. Em có hai cái tinh thể Coumalin, đây là giấy giấy của bên Nhật. Về nhà chụp xong rồi bấm vô dịch là nó ra nha. Tinh thể Coumalin. Đó. Đây mấy chị. Em bán cho mọi người cái tinh thể này 280 nha, em có hai cái, một cái hồng và một cái xanh đen. Cái hồng và một cái xanh đen 280, ai lấy lên giúp em mã 280 nha. Ai lấy lên giúp em mã 280. Có kiềng tay bạc không? Có kiềng tay bạc không hả? Để chị nhớ coi. Nè, một cái này cái xanh nè. Cái xanh. Cái này cái hồng. Đều có giấy kiểm, đều có giấy của Nhật hết. Lấy cái nào thì nói em nha mấy chị. Đó. 280 một cái. Ai lấy thì lên giùm em mã 280 nha. Lấy hồng lên hồng, lấy xanh lên xanh. 280. Có hoặc không phát nào to nữa không? Cái này cũng đang khui. Còn cái dây sừng đây. Cái dây sừng này nó đỏ ao mấy chị. Đâu rồi cái đèn đâu rồi? Nè. Mọi người nhìn giúp em nha. Thấy nó đỏ lên không? Nó đỏ nâu lên chứ đừng nói nó đỏ ao thì nó hơi dốc. Có đẹp đó, có cái nó đó. Dây sừng này nó dài. Nó dài như thế này nè mọi người. Nếu mà làm vòng tay thì được đấy. 5 vòng, 4 5 vòng luôn nè. Đó. Về phối thì tha hồ luôn. Dây sừng này em bán cho mấy chị là 500 nha. Ai lấy sừng lên giúp em mã sừng. Sừng 500. Sừng 500, ai lấy sừng lên giúp em mã sừng mấy anh chị nhá. Có đồ mồi luôn em ạ. À. Sừng 500, ai lấy sừng lên giúp em mã sừng. Sừng. Cái dây sừng này nó to lắm. Nó to, nó dài lắm. Sừng mà 500. Ai lấy sừng lên giúp em mã sừng nha mọi người. Sừng. Em lên tiếp. Đây nè, một cái dây san hô nè. San hô. San hô đen. Phối với lại san hô đỏ, tươi đỏ nè mấy chị. Nó nhỏ thôi. Mà cái dạng san hô đen này là nó hóa thạch rồi. Đây.
san hô là một trong những cái mà ta gọi là cái linh vật để hả trừ tà hút lộc, ngờ san hô đồi mồi sừng này nọ đó mấy anh chị. Nè, cái này nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu à mọi người ạ. À. Cái ly của nó. Có 4 ly. Còn cái viên san hô tươi thì nó mới to hơn nè. Viên san hô tươi này nó là 10 17 ly. Ai lấy lên giúp cho em mã 400. Mã 400. Mã 400 nha, mã 400. Mã 400, ai lấy lên giúp em mã 400. Này Ngọc, em có một cái sợ ngọc Serpentin nè mấy anh chị. Nè. Nè. Đẹp không mọi người? Cái khóa của nó như hình con gì luôn nè. Khóa nó thì không có còn mới, khoảng mới lắm. Đó. Trời. Nè. Serpentin nha mấy anh chị. Rồi em bán dây này cho mấy anh chị 200. Lên giúp cho em mã vàng. Mã vàng 200, lên giúp cho em mã vàng 400 cho Hoàng Ngọc Bích. Hoàng Ngọc Bích, trời cái này nó đẹp lắm luôn á Bích ơi. Chốt cho Bích nha. Hoàng Ngọc lâu quá Bích ạ. À. Bích 400. Đồi mồi hả? Đây em lên đồi mồi Oban nè. Đồi mồi nè em nè. Em muốn đồi mồi tròn hay là đồi mồi đồi mồi nè em ơi. Đồi mồi. Ê, không phải đồi mồi. Nhìn nhầm rồi. San hô. Đồi mồi chỉ có vậy khác. Nhìn nhầm ở này san hô. San hô đen. Trời ơi nó đẹp. Nhìn kỹ ra. Đợi nhìn kỹ xíu nha. Này trên đó nó để. Đồi mồi mà. Nhưng mà vân này là san hô. San hô đen em ơi, san hô đen tươi. San hô đen. Trời cái dây này xuất sắc luôn. Dây này đẹp lắm nè mấy chị. Nè. San hô đen nha. Ai lấy cái dây này lên giúp cho em ạ. Đen. Đen này em bán 450 nha mấy anh chị. Đen này em bán 450. Ai lấy đen lên giúp cho em ạ. Đen. Đen 450. Cái này xuất sắc luôn á. Đen 450. Có ngọc lam không? Chỉ có cái mặt ngọc lam thôi. Còn đồ mồi đây nè em nè. À có một cái lắc tay chai nè. Ai lấy lắc tay chai này em để cho mọi người 100. Nè. Lắc tay chai nè. 100 ai lấy 1 2 3 viên chai, nó làm gì đẹp quá. Lên cho em mã 100, chai 100. Còn đồ mồi. Đồ mồi đây em. Đồi mồi nè, phối nè. Này nó dính keo về nhà hả? Chà rửa nó ra. Đồi mồi này, đồi mồi phối với lại mấy cái này là cái gì á, không biết. Biết là cái này đồi mồi với vàng này, đồi mồi còn mấy cái viên xanh xanh này không biết. Đó. 300 lên cho em giúp em mã số 3. 300 lên giúp cho em mã số 3. Mã số 3 nha mọi người, mã số 3. Em thích đồ mồi và hạt sau. Ừ mới chị có. Để chị nhìn coi cái lô này có còn không. Đây nè ngọc lam đây nè em ơi, chị lấy cho mấy cái mặt ngọc lam. Còn 3 cái mặt ngọc lam thì đây để cho luôn. Đâu rồi? Còn có 2 cái à. Còn 3 cái. Lam ngọc. Đây. Con heo nè. Con khỉ nè.
này nó dính vô chứ nó đâu phải ở đây. Ngoài cột nó vô đây làm gì trời. Để luôn đi. Cái con thỏ nè. Đó. Con heo, con khỉ, con thỏ. Con heo 150 một con nha. 150 một mặt lam ngọc nha mấy anh chị. Tại vì còn ba cái á thì em để cho mọi người 150. Con heo là nó dày nhất. Con heo là nó dày nhất, cũng lên lý nè. Đó, con thỏ nè. Đấy. Ai lấy con nào thì lên con đó nha, heo, thỏ, khỉ nha, 150 một mặt. Có phải thoát ra thoát vô mọi người ạ. Nó cứ bị ẩn á, không có nhìn thấy. Mặt oban khung bạc nè mấy anh chị ơi. Oban khung bạc đã được xi vàng nha. Nè. 190 một mặt nha mấy anh chị. Đây, khắc đây, khắc chữ đây. 190 một mặt. Em có hai mặt. Em có hai mặt nha. Đó. To nhỏ gì cũng 190 luôn. Ai lấy mã to lên mã to, lấy mã nhỏ lên mã nhỏ. Có một tờ giấy à. Ai lấy mã to lên mã to, lấy mã nhỏ lên mã nhỏ nha mấy chị. Oban ghép nha. Oban ghép chứ phải nguyên một. Ai lấy to lên mã to, lấy nhỏ lên mã nhỏ giúp em. Oban á. 190 một mặt. Ngọc lam chứ không phải cẩm thạch. Vậy là chị hết cái món. À chén nè mọi người, em có hai cái chén. Ai tuổi rồng, ai tuổi ngựa. Cái này mà một cặp vợ chồng nè mấy chị. Mới nha, mới lắm luôn á. 24 cargo fill nè. Đó, cặp chén này em bán 200 nha mấy anh chị. Mới cứng luôn á. Cặp này bán 200. Tuổi ngựa với tuổi rồng nè. Lên giùm em mã cặp 200 nha mấy anh chị. Mã cặp 200. Mới cứng khừ luôn nha mọi người. Mới cứng khừ luôn á. 200 ha. Đó. Xuất sắc. Xuất sắc, xuất sắc. Một cái tourmaline. Một cái tourmaline. Tourmaline thô mấy anh chị. Vòng tay, vòng cổ tourmaline thô. Một cái khóa nó nè. Khóa nó xấu quá. Em bán cái vòng này cho mọi người về sâu, làm một cái sâu lại hoặc thay khóa nha. Nè. Đó. Tourmaline thô. Rất là đẹp luôn. Đá nó nè. Đá nó đẹp lắm. Em bán 180. Về mọi người chịu khó thay cái khóa giúp em cho khóa khác thay luôn giùm em. Đó, 180 nha. 180 đây. Vòng cổ nha mấy chị, về nhà làm được hai vòng tay luôn á. 180, ai lấy lên giúp em mã 180. Có khóc kìa. Có bông tai không chị? Em thích bông tai như thế nào? Em thích bông tai như thế nào em nhở? Trời ơi. Có cái lô, có cái. Em thích bông tai như thế nào nè, nói. Eo ơi, đẹp vậy ta. Cái này nó là đá mắt hổ đa sắc đó mấy chị. Mắt hổ, mắt chim ưng, mắt mèo này nọ đó. Mấy chị nhìn giùm em ha. Nè, màu xám, màu mắt hổ, mắt chim ưng, mắt mèo. Đó, nói chung là mày là mắt hổ. Mắt hổ đa sắc. Xinh chưa? Người ta tết lại gì nè. Hồi xưa mình hay tết này lắm chứ giờ biết tết làm sao luôn. Đây mấy chị. Cưng ha, cái viên này nó to. Đeo sao? Đeo gút gút vô gì nè. Đeo gút gút vô vậy nè mấy chị. Hình cái hoa. Đã làm đẹp ha. Lên cho em mã hoa đi. Mã hoa. Em bán 150. Xinh ha. Lên giúp em mã hoa. Cái viên này nó to nha mọi người. Cái viên này nó to khoảng 17 á. Lên cho em mã hoa 150. Hoa 150 mấy anh chị nhé.
Cô xem dây ngọc con Thiên Hà. Dây ngọc bích hả cô? Rồi mới rớt cái gì dưới đó? Ngọc bích hay gì ạ? Ủa rớt cái gì ta? Rớt cái dây trong hồ đen. Trời ơi, cái gì này? Nó rớt xuống này là hay lụm liền thôi, quên. Ôi, quay đi chỗ khác rồi. Ẩu. Ẩu. Mã hoa chốt cái chị Villa. Mã hoa 150 chốt chị Villa. Cái hoa đó, cái hoa này em chốt cho chị Villa nha. Ngọc Hòa Điền con. Ngọc Hòa Điền. Ngọc Hòa Điền con có, con có cái ngọc này là ngọc 17 nè. Này Villa 150. 17 ạ, cho cô, cho chị coi kẹp tóc nha em. Hèn Bùi Thị. Cái hai cây kẹp tóc này 50.000 nè chị ơi, hai cây này 50. Hai cây này 50 nha mấy anh chị, dặn viên đẹp lắm. Lên mã số 2 giùm em nha. Đó. Nè. Mã số 2, hai cây này 50. Lên giùm em mã số 2. Mã số 2. 200 à, cái dây này 200 nha, cái dây ngọc hòa đi ngọc ngọc 17 này 200 nha. Cái khóa của nó thì nó như thế này. Nó không mới 100%, nó chỉ mới khoảng 70% cái khóa thôi nha. Này mã số 2 nha mấy anh chị. Mã số 2 cho Thạch Thảo Hiền Thị Bùi. Mọi người Hiền Thị Bùi vòng tay hổ phách 1.400.000 nha Lina Võ ơi. Vòng tay hổ phách 1.400.000. Cái này chắc... mọi người ơi, inbox giúp cho em liền nha. 50. Cái này Hiền Bùi Thị. Hai trăm em chốt cho chị Thiên Hà, cô Thiên Hà. Inbox giúp em nha mấy chị ơi. Bên em cọc hoặc chuyển khoản hết mới đi hàng nha. Mấy anh chị phải cọc cho em mới đi hàng. Ví dụ như mà đơn 300 chuyển khoản hết thì em free ship. Còn mà cọc thì mấy chị phải chịu tiền ship nha. Thiên Hà 200. Thiên Hà trong vũ trụ này ngoài xa xôi. Em vô em chấm cái để em hồi em vô em chấm cái để em hồi mọi người không thấy em. Hiền Hiền Bùi Thị ơi, chấm cho em một cái vào Messenger nha chị ơi. Ở đây em có cái mặt sapphire nè mấy chị. Chị là Nho Hương. Đây em gái. Dạ vâng chị Thạch Thảo. Dạ vâng vâng, em cứ ghi hai tên. Đây một cái mặt sapphire đen nè mấy chị. Ok chị. Ok chị Hiền. Là chị là. Này là Silver 925. Cái mặt này là mặt đá sapphire, sapphire đen. Mặt thì em có hai mặt. Mặt thì em có hai mặt. Ngoài dây thì em có một dây à. Ha, đá sapphire đen. Em chích bút rồi. Yên tâm. Tại vì cái bút của em nó cũng hết pin rồi. Ây da rồi. Ai lấy mặt không á, em bán cho mọi người á là 150 một mặt. Còn cái sợi dây này luôn á, cái này thì 150 một mặt. Còn lấy sợi dây này luôn bên đây á thì em để 200.000 ha. Nguyên cái dây này 200. Còn cái mặt này 150 nha mấy anh chị. Bán kèm á.
mà thực sự cái này nó là silver 925 mà em bán thêm có 50.000, mấy chị lên chốt nguyên cái sợi dây này ha, mấy chị nguyên chốt nguyên cái sợi dây này, em bị làm em bán 250 mà em lấy lộn thành 200 á, mấy chị nên chốt nguyên cái sợi dây này đó nhá, mấy chị nên chốt 200 lấy lên giùm em mã 200 nha, mã 200 có mặt ngọc giống vậy hay nhẫn không con? Dạ để em xem. Ủa cái gì đây? Ý, trời ơi cái mặt này đẹp quá mấy chị. Ờ cái này CZ hả? Hay kim cương? Trời ơi nó đẹp dữ vậy, nó khắc đủ thứ hết nè mấy chị nè. Silver 925 rồi cái gì 145 rồi cái gì ta leo me hết nè. Đó em bán tù mù nha. Em bán tù mù cho mấy chị cái mặt này 200.000. Nè mấy chị nhìn như kim cương luôn á. Đó 200 lên giúp em mã tim. Lý do tại vì em book em hết mực rồi. Mặt thì có nhiều lắm, nhưng mà không biết là có vừa ý mình không thôi. Nè mặt nhiều. 50.000 lên cho em mã gì? 50.000 lên cho em mã đen. Di và đen, ai lấy di lên giùm em mã di, ai lấy đen lên giùm em mã đen. Ẩn quá trời ẩn. Ẩn quá trời ẩn. Mã tim 200. Sợ lục giác nâu bao nhiêu chị? Lục giác nâu. Ở đâu? Hổ phách hả? Mã tim 200 chốt cho. Cái gì? Để bán xong luôn mẹ. Ok. Đây. Rồi ok con. Trời ơi. Này cho Hoàng Ngọc Bích 200. Cái sợi này hả em ơi? Hổ phách. Đi đi chỗ khác. Đi chỗ khác cho mẹ bán hả. Nhanh lên. Nhanh lên. Cái dây này hổ phách nè. Dây này bán 1.400.000 nha. Dây này 1.400.000 hổ phách. Đó. 1.400.000. Bữa bán 1.550.000, hôm nay sale cho mọi người 1.400.000. Nói dài bao nhiêu? Cái đồ mà đo đâu rồi. Nói dài 48. Nói dài 48 nha. Nói dài 48. 1.400.000 nha. Thu Minh Bùi ạ, 1.400.000. 1.400.000. Thu Minh Bùi ạ, 1.400.000 hổ phách cắt giá. Ngọc Bích này. Ngọc Bích đây nè cô ơi. Đây. Ngọc Bích ly này 10 ly. Còn cái này. Ủa sao cái này nó chết mẹ nó rồi. Nhìn không ra luôn. Cái này 12. Cái này 14 luôn á. Một cái 8, một cái 12. Cái này bán cho mọi người là 450 lên mã to, 350 lên mã nhỏ. To và nhỏ nha. Ai lấy to lên mã to, lấy nhỏ lên mã nhỏ giùm em nha. Ai lấy to lên mã to, lấy nhỏ lên mã nhỏ giùm em. Cục gì màu xanh nằm dưới cho coi em. Đây. Cái mặt á chị ơi, hạt đậu hay là cái gì nè, hay là hạt điều gì nè. Này nó là cẩm thạch. Nè.
này em bán cho mọi người là 120. Lên giúp cho em mã đậu 120, mã đậu 120. Đậu 120. Đậu 120, ai lấy đậu lên mã đậu giúp em nha. Trời ơi, để bắn nó đây cho tôi ăn nè, trời chán nó ghê luôn. Akoya này 1,5 triệu nha mấy chị ơi, 6 ly em bao sà cừ đẹp tuyệt vời luôn, 1,5 triệu. Cái sà cừ của nó đẹp lắm, nó 6 ly, 1,5 triệu nha. Ai lấy lên giùm em mã 150. Mã 1,500. Ồ, có một cái dây cái viên chai Akoya cũng 6 ly nè mấy chị nè. Trái tim đẹp quá. Mà không thấy khắc ở đây, cái dây nó có khắc BT BTP nè mấy chị nè. Lại nó giống như là titan á. Ai lấy cái dây này lên cho em mã 100. Mã 100, dây này đẹp lắm mấy chị. Mã 100. Mã 100 nha. Ai lấy dây này lên giúp cho em mã 100. Mã 100 đó. Đẹp quá, mới tinh luôn nha mấy chị, mã 100. Ai lấy lên giúp em mã 100 ha mọi người, mã 100. Có cài cà vạt không em, chai dài bao nhiêu? Chai dài 38. Đi sang hồ đen mua cho bà không thích bỏ ra, ok em. Trời, dây san hô này nó đẹp lắm. Dây san hô này 400 mấy anh chị ơi. Hiếm có cái ly nhỏ như vậy lắm nha mọi người. 400. Có nhiều lắm chứ chị. Chị muốn mua nguyên bộ hay là chị muốn mua lẻ lẻ không nè? Nguyên bộ mà. Này chị nè. Ủa cái này cài măng xét, có cài calavet nữa, đợi em chút. Để em lấy em chụp hình cho chị xem. Ôi, cái này nó là một cái chùm nho. Chùm nho. Chùm nho này bán cho mọi người là 70.000, lên giùm em mã nho. Nho 70, nho 70, quên tính tiền cái hộp nữa mấy chị. Bán cái chùm nho 70.000 quên tính tiền cái hộp nữa. Lỗ cái hộp rồi. Nho 70, ai lấy nho lên mã nho lời được cái hộp này mấy chị. Mã nho 70. Cái bộ này, cái bộ này cũng bán 70.000, lên cho em mã bộ 70, lên cho em mã bộ, một cái ghim áo và hai cái cài măng, hai cái cài măng xếp. Lên cho em mã bộ. Bị nhầm. 400 chị chốt. Cái này hả, đẹp quá trời. Ok chị chốt. Em lên cài calavet cho chị Villa chọn nha. Mấy anh chị cài calavet đó hả? Cái này cho chị Thi Nguyễn nè. Ây da. Nó cứ bị ẩn, em cứ phải thoát ra thoát vô, nó hơi chậm xíu. Chị coi kỹ. Cái san hô này á, nó đã hóa thạch luôn rồi. Cái san hô đen này nè, nó đã hóa thạch luôn rồi. Không còn cái gì mà cần phải coi kỹ, nó quá đẹp mà. Còn cái viên san hô tươi nè, nó tới 17 chấm mấy luôn. Cái san hô đen này nó là 4 hả? Nó là bao nhiêu? Đó, 4. Xuất sắc luôn. Không còn cái gì mà gọi là, ây da, khó coi quá. Cái viết này, cái thước này nó hết pin, nó khó coi quá. Nè, đẹp lắm chị. Lấy thì ok nha, lấy thì bỏ lên. Chào Trịnh Hiệp. Nên anh chị ơi, em bán cho mọi người cái này 10k một cái. Bán ha, cái nào hiệu thì bán thương hiệu, còn cái nào không hiệu thì bán 10k nhé.
ta bán một cái thôi cũng hả 30-40 ngàn. Lên mã số 1, mã số 1, mã số 2, chị Villa nè, đi hiu nè. Mã số 3, 24 cao phiêu luôn, lấy cái này chị. Mã số 3, chết mụ rồi. Ờ, đi tiếp theo rồi. Ây da, cái này nguyên bộ. Mã cô gái 20, cô gái 20. Mã trắng. Mã ông, ông 20, ông 20. Còn mà lại là không đọc giá là 10 ngàn. Mã đỏ. Còn nếu ai gom hết thì em bán cân hết cho. Mã số 3 có ghi sừng đó anh. Mã số 3 đây chị Villa. Có dây sừng này em bán em bán 500 nè anh nè. Với lại em còn một mớ dây sừng nữa để em mấy cho em bán cho anh. Cái dây sừng này nó được hai vòng luôn á, tính ra có 250 một dây à. Dây sừng đó anh, chính hiệp. Vi la 10. Dây sừng anh có. Nó là dây sừng đó, 500 đó. Chị ok đó, ok chị. Dây này nó đẹp quá mà. Bỏ lại rất là uổng luôn, hứa luôn. Ây da, đây dây sừng nè. Lấy hết sừng đi. Dây sừng này 500. Gọi đèn nó đỏ lắm anh ơi. Gọi đèn nó đỏ nâu lên á. Nè. Đâu rồi? Sừng gì thì em không có biết, nhưng mà nó đỏ nâu lên nè, thấy không? 500 ngàn. Cái dây này nó vừa to vừa dài nè. Nó dài ơi là dài luôn á. Nó dài thấy sợ luôn. Để em đo thử nó dài bao nhiêu. Nó dài ta là tính luôn cả sợi là nó dài 80 luôn á. Là thành được hai dây luôn á, hai dây cổ luôn á. Về phối chứ cái này nó hơi cứng nha. Đó, về phối. Về phối thêm cái tròn vô chứ để vậy nó cứng. Đâu mã đỏ đây, còn mã số 3 là em chốt với chị rồi. Chị, mã số 3 là đây. Mã số 3 ở đây, còn mã đỏ ở đây nè chị nè. Nó cũng màu đỏ đỏ, nó cũng khác nhau á. 500 chốt canh chinh hiệp. Đẹp lắm luôn á. Đây dây sừng nữa nè anh nè, anh có lấy hết cái lô này giùm em không? Lô nè. Lô nè. Có sừng, có san hô luôn nè. Nè, 3 dây. Sừng nè, sừng phối với lại ngọc nè, 4 dây. Còn mấy này tặng đi. 1, 2, 3, 4, 200 dây. 8 dây. 800 chứ, 4 dây này 800. 800. 4 dây này 800 nè anh nè. 1, 2, 3, 4. Đây, cái này sừng ha, sừng đây. Còn nguyên cái này là dây này sừng luôn. Nguyên dây, còn cái này nó chỉ có khúc cuối dưới đây là sừng thôi. Và còn cái này là sừng phối với san hô tươi. Đó. Cái này sừng nè. Sừng nè, phối với lại ngọc thạch anh dâu. San hô tươi với xương. Đó, 4 dây này 800. Lấy thì lên mã 800. Chị chốt mã đỏ luôn hả? Ok chị. Là chị chốt hai món, em hiểu nhầm. Dạ, ok chị nha. Đâu rồi cái mã đỏ em mới vừa để xuống đây. Đây. Ủa, đâu rồi? Này cho anh Trịnh Hiệp.
em đang bị sưng cái răng lên đó mấy chị. Hồi hồi đi chán răng á, thì người ta không có lấy tủy, chán về đau quá phải đi lấy tủy lần nữa bác sĩ gì. Giờ cái răng nó đau, cố gắng nói lắm á. Đây anh ơi, hay là lấy một chai này cũng được. Sừng nè. Hai trăm. Dây 200 anh ạ. Nó dày quá gọi nó không được. Nó dày quá đúng không? Giờ sừng nó dày quá gọi nó không có thấy. Có nào mỏng mỏng gọi nó mới thấy. Dày quá dày không có thấy được. Chốt luôn sợi này hết. Đó. Cất nha. Rồi clip tiếp theo. Ui. Ủa có cái bịch này. Có cái bịch màu xanh là chị Villa có thích không? Màu xanh nè chị, dài thằng lòn luôn rồi chị nè. Nó bằng gì vậy ta? Nó bằng gỗ nhựa mà. Nó bằng cái gì mà nó màu xanh nè. Đó, tính ra được 4 vòng cổ luôn á. Đây. Em bán 50 ngàn lên cho em mã xanh nha. 50 ngàn lên giùm em mã xanh. Xanh 50. Xanh 50. Ai lấy xanh lên cho em mã xanh nha. Này là cái quái gì? Ôi. Này là cái gì đẹp vậy? Một cái dây sà cừ màu hồng. Một nguyên bộ của nó luôn mấy chị, và một cái cài áo sà cừ. Đẹp quá. Rồi nguyên bộ này có cái hộp xịn sò luôn mấy chị ha. Có cái hộp xịn sò luôn. Ai lấy nguyên bộ này lên cho em mã bộ. Cái cài áo không là 70 ngàn. Cái dây này thêm nữa bán 170 ngàn cho mọi người nguyên bộ này luôn. Rẻ chưa? Đó, có cái hộp xịn sò luôn. Cái hộp thôi là đủ 70 ngàn cho mấy chị. Còn lại em bán 100 ngàn đó. Lên cho em mã hộp. Mã hộp hay mã bộ? Đây, lên cho em mã hộp 170. Mã hộp 170 mấy chị nha. Mã hộp 170. Có nhiều cái xịn sò lắm, anh muốn cái nào. Trời ơi, nguyên bộ luôn 50 ngàn. Một bộ cài măng xét với lại một cái ghim áo nè mấy chị. 50 ngàn lên cho em mã số 5. 50 ngàn lên cho em mã số 5. 5. Mã số 5. Mã bộ 170 chốt cho anh Ngộ Chí Tịnh. Chào anh Ngộ Chí Tịnh. Em có hổ phách thô. Em có một cái dây huyết áp nè mọi người. Cái dây màu đen hồi nãy đẹp quá trời mà anh. Dây huyết áp nè. Rồi nó dơ, mọi người hãy về ấy nó lại nha. Chà rửa nó. Dây huyết áp nè mọi người. Dây huyết áp hiệu luôn nè. Titanium nè. Đó, dây huyết áp này của Nam mấy chị. Nè. Ở phía sau coi có gớt cái hộp nào không. Đủ nha, huyết áp này đeo rất là tốt luôn á. Titanium. Lên cho em mã huyết áp. Nè, nó dơ thôi chứ phải nó bị sét gỉ gì đâu, nó dơ thôi. Huyết áp em bán 250 nha mọi người ơi. 250. Không có hộp.
Nếu như mà nó được full hộp là bán cao tiền lắm, phải 4-500 á. Nè, đẹp chưa? Mấy chị, đẹp quá trời đẹp luôn. 250 lên cho em mã huyết áp 250, quá đẹp luôn. Nhất cái nắp 250. Hổ phách thô anh xem. Hổ phách thô. Nè nè, hổ phách thô đi nè. Hổ phách hoàng gia, hổ phách mật ong, hổ phách này, hổ phách nọ. Cái dây này bán đó, nguyên cái dây này bán 1,7 triệu, nguyên cái dây này bán 1,7 triệu. Nó dài, nếu mà tính ra nó quấn được 4 vòng cổ luôn á. Nè nè, thấy không, hổ phách hoàng gia nè, 1,7 triệu đó anh ạ. 1,7 triệu lấy thì lên mã 17 giùm em nha. Hiếm Úc, hiếm Úc có nhẫn đẹp không? Nhẫn đẹp có, cái này cho Hoàng Ngọc Bích. Em có nguyên set trai thời trang luôn mà mấy chị, anh chị nào có hô lấy không? Dây chai thời trang này cho Hoàng Ngọc Bích 250. Trời ơi, đau quá. Có nhẫn san hô không em? Nhẫn san hô thì em không có. Em có nhẫn san hô nha. Em bán cái set này cho nó gọn chỗ cái mấy chị. Đẹp chưa nè, xuất sắc chưa? Cái dây này một dây mà nó có tới mấy, 2-4-5 giây luôn. Mấy anh chị nè, nó 5 giây luôn à. Nó làm đuổi đẹp ghê luôn á. Đây là dây, này là dây trai thời trang thôi nha, nhưng mà nó đẹp lắm. Nè, khóa rồi gì cũng đẹp tuyệt vời luôn á. 2. Em báo nguyên một cái combo này cho mọi người là 200.000 đi. Nè 3. Đẹp lắm nha. Nè, khóa đó nè. Đó. Toàn dây đẹp đẹp không? Đây nữa nè. Combo này bán 200 nha mấy chị, rất là nhiều. Em gom hết ở đây, có cái gì em bỏ vô luôn. Nè 1 2 3 4 5 Nè 6. Combo này mới đẹp lắm. Có 6 dây này em bán 200.000. Mà nó nhiều lắm, nó nù một nùi. Tại vì một dây của nó là tới cái dây kia 5, cần cái dây kia là 2, toàn dây đôi đôi không. Nè, thấy không, một nùi luôn, mới đẹp 200. Ai lấy nguyên cái combo này 200 lên cho em mã 200 nha. Lên cho em mã 200. Kim Ngọc, để con coi. Này là cái quái gì, sao nó cứng ngắc vậy? Còn dây, còn dây đá ngọc nè cô ạ. Ủa sao nó mở kiểu gì cứng ngắc vậy trời? Để cũng để lộn nữa. Trên đây mới đúng, mở hoài không ra. Mấy chị ơi, trời ơi, dây pha lê mở đẹp chưa? Mới chưa? Đẹp ha, mới ha. Nè. Lên cho em mã pha lê. Pha lê này em để cho mấy chị là 190.000. Cái hộp coi là hết mấy chục rồi. Nè mấy chị, mới lắm nha, tuyệt vời luôn, pha lê lấp lánh luôn á. 190.000, ai lấy lên giúp em mã 190. 190. Đá ngọc con tầng nè cô nè. Một trăm chín mươi ngàn, ai lấy lên giúp em mã 190. Đây, còn đá ngọc đây. Lên cho mọi người. Lấy cái này ra đã. Có ai chốt không ạ? À?
dây chai dài dày bao nhiêu hả? Nó là 6 ly. Này 6 ly và dài là 38, này 1,5 triệu Akoya. Bao cho mọi người cái độ bóng, độ đẹp, độ cái sạc cừ nó siêu đẹp luôn. Đẹp lắm cái dây Akoya này á. 1,5 triệu nha, đẹp lắm. Cô đây. Cái này cũng thuộc một loại nhưng mà nó không có phải là, nó không có phải màu giống của cô vừa chốt. Nè. Này bán 100, 17 màu vàng nha. Màu vàng, lên cho con mã 100 nha mấy anh chị ơi, lên giùm em mã 100. Mã 100. San hô đỏ nè mọi người, san hô đỏ nè. Con kiếm cái màu xanh, màu xanh giống hồi nãy cho cô mà không có thấy. Còn cái này nó là thạch anh. Thạch anh. Này cũng bán 200 luôn. Lên cho con mã thạch anh, 200 lên mã thạch anh. Còn cái này nó là san hô trắng. San hô trắng. 250 lên mã trắng, 250 lên mã trắng. 250 lên mã trắng. Con đang tìm giống cái màu giống của cô chốt, màu xanh xanh đó mà con nhìn không thấy. Nếu là muốn màu xanh thì chỉ có là ngọc bích thôi, ngọc bích chưa xử lý nhiệt, với lại ngọc bích xử lý nhiệt rồi, hoặc là lấy thạch anh đen, hoặc là lấy mã não đen thì nó mới có. Còn mà cái màu đó thì không có thấy. Màu đó giống cái này, mà cái này nó là thủy tinh. Hay là lấy cái thạch anh dâu đi cô nhở. Cái thạch anh dâu thì nó có được bổ á. Còn cái màu của cô đâu rồi? Cái màu của cô là màu tém tém nó thôi. Màu vàng vàng này không có. Không có. Có. Tại vì cái hàng này là hàng khui, hàng si Nhật khui ra nó không có được bổ. Có bộ bộ không thấy. Có. Này hả ta? Không luôn. Không giống. Không giống lắm. Không giống lắm rồi cô nè. Không giống. Không giống rồi cô ạ. Cái này nó tựa tựa thôi chứ nó cũng không giống ha. Không giống cô ơi. Em lên tiếp nha mấy chị ơi, em lên cái khác nha. Từ từ cái gì đấy, con vừa like vừa nhìn á. Con vừa like con vừa nhìn xem nó như thế nào. Wow, chai nè. Đẹp quá mọi người ơi, cái này người ta đan nè, mấy chị thấy không? Người ta đan đẹp chưa? Người ta đan thành một cái vòng cổ đẹp dã man luôn. Nè đeo thì nó sẽ như thế này nè mọi người nè. Xinh chưa? Nhưng mà cái này là chai ngọt nhá. Chai trứng nhỏ ngọt. Đẹp quá. Người ta đan như thế này, cái công người ta đan rất là mắc luôn á. Trời ơi, bất công á. Lên cho em mã. Cái này em bán cho mấy anh chị 400 ngàn thôi. Trời ơi đẹp quá. 400. Lên cho em mã đan. Không ở đâu bán chai mà rẻ bằng nhà em luôn. Em hứa luôn. Hứa danh dự luôn. 400. Lên cho em mã đan. Đan 400 nha. Người ta đan như vậy không biết biết bao nhiêu là công sức của họ. Mình bán 400 thì cảm thấy có lỗi. Có lỗi với lại cái công của nghệ nhân người ta làm ra. Có một cái đôi bông nè mấy chị. Phải đôi bông không? Đúng rồi. Đôi bông. Đôi bông thời trang thôi mà còn trong hộp 30 ngàn. Lên giúp cho em mã bông. Ủa? Trời ơi, có một cái mặt đồng hồ viên nè mọi người. Đẹp chưa? Mà không có chạy. Báo mọi người về tự thay pin hoặc là mọi người sưu tầm ha. Nhưng mà em thấy nó mới á. Nè. Màu trà nè. Xinh không? Lên cho em mã đồng hồ 30 ngàn. Đồng hồ 30. Ai lấy đồng hồ lên giúp cho em mã đồng hồ 30. Bông tai thạch anh trắng nè mấy anh chị.
hai cây xương rồng hả? Đồ khoa khui hàng bơm á em ơi, khui hàng bơm á, hai cây 25 nghìn. Nặng quá, cái thùng nặng quá phải bỏ xuống. Thạch anh nè mấy chị, thạch anh trắng nha, trời ơi cái gì đâu bông này nó đẹp lắm, nhìn giùm em xuất sắc chưa. Vòng chị đang đeo bao nhiêu? Cái vòng nào em ơi? Cái này hả? Cái này hay là cái này? Cái này là san hô đen phối với lại opal, phối san hô trắng, san hô hồng. Cái khóa nó là cái khóa của Swarovski. Cái dây nó bị đứt, lấy gắn. Cái này là tự phối nè, san hô đen, san hô này là bán cái này 250 nha, 250. Còn cái vòng nhiều màu này nó là tourmaline, tourmaline nè, cái này cũng lụm nhặt á, tourmaline. Bán cái vòng này 250 luôn. Đôi bông này em bán cho mọi người là 70 ngàn. Lên giúp che mã bông. Trời ơi, cái bông thạch anh trắng đẹp, đẹp lắm nha. Lên giúp che mã bông. Đồng hồ 30 cho chị Hiền. Đồng hồ đâu? Đồng hồ đâu trời? Chị Nho thưa bính này hả? Hai. Chốt cho Tố Uyên nha. Cái đồng hồ để chỗ mô rồi. Dây ngờ hả? Đã có dây ngờ nè em nè, ngờ có mấy dây luôn á. 25 Tố Uyên Hoài. Cái đồng hồ để đâu mất kêu ở đây rồi. Đây, đồng hồ đây rồi. Trời dục kêu cái bọp luôn. Vân Nguyễn sao hợp trai. Vân Nguyễn chị lên bông tai hổ phách đi. Đây em ơi, bông tai hổ phách có gì đó đó. Ai? Alo. Hên biết gọi chỗ này nè. Đo bông tai hổ phách. Bông tai hổ phách đó em ơi, có mấy đo vậy? Đo này. Ê, ngồi xuống. Đây em ơi, đôi này khung bạc và nó là chui, là chui chui là chui chui kẹp nha. Khung bạc đó, bán 300 ngàn một đôi. Đây. Còn cái này chị đã, ủa, còn cái này chị đã độ lên rồi. Chị đã độ lên là cái chui, chui đâm qua lỗ cho nó phù hợp với người Việt Nam của mình. Chị độ lên đó. Cũng 300 luôn. Cũng 300 luôn. Lấy cái nào thì nói, lấy cái độ thì lên cái độ, lấy cái hông độ thì lên cái hông độ nha. Tất cả là khung bạc hết. Cái này cũng khung bạc luôn nè. Ê, ê, nhưng mà cái này á, nó bị gớt bể một miếng rồi. Miếng ở đâu? Miếng ở đâu ta? Bữa thấy nó gớt bể, gớt xuống bể một miếng. Vì hổ phách nó giòn, nó gớt xuống là nó bể à. Đây, nó bể đây nè. Siêu siêu à. Đó. Nhưng nên bán rẻ đôi này 90. Bán rẻ cái đôi này 90, nó to với nhiều hổ phách hơn mà cũng bán 90 ngàn. Lý do là nó đã gớt bể siêu siêu thôi. Siêu siêu phía bên trong nè. Đây nè. Đó. Siêu siêu à. 90. Có giả ngờ. Có giả ngờ nha anh ơi. Có. Bữa em lục ra rồi. Anh có muốn lên combo không? Lên combo giả ngờ có vân nè.
đó Vân Nguyễn ơi, lấy cái nào thì nói nha. Còn cái này cũng hổ phách này, hổ phách Nga, khung của nó là cũng có khắc silver luôn á. Nè, này bán 150, 150 lên mã Nga nha, lên mã Nga 150, mã Nga 150. Ở trong đây là hổ phách với ngờ. Em lên cho anh xem nha, để anh chốt. Mở lửa ra rồi. Chả ngờ mà còn có vân nữa. Mới đau quá chứ. Một thùng luôn đây. Đòi ngờ, giả ngờ mà còn có vân. Ngờ mà còn có vân. Ủa, thì là Phú nó gom đi đâu nữa rồi. Phú nó gom đi đâu nữa rồi. Ủa kìa. Con Phú nó đọc ác cái tôi quá. Là tao nói là nó sơ hở một cái là nó làm gì biết không, sơ hở một cái là nó đổi vị trí à. Nó hay lắm, nó hay lắm. Sơ hở một cái là nó đổi mất vị trí của mẹ nó. Hiện tại thấy có như đó thôi, lên combo 100 cho anh nha. Nè, cái vòng có vân nè. Nè, có vân nè. Cái mặt này cũng có vân nè. Nè, cái này cũng có vân nè. Đó, combo này bán cho anh 100. Lấy thì ok cho em nha. Còn nữa mà không biết nó nằm ở đâu rồi. Lấy lên mã combo 100 nha anh nha. Một cái vòng nè, thật dây. Ủa cái này nó y như thật kìa trời. Nè, có vân á. Nè, đấy. Lấy lên mã ok. Lấy lên mã ok nha. Ủa mấy cái dẹp con đẹp, cái nó đem đi đâu hết trơn. Nó lạnh lắm, nó không đi học, nó bệnh, nó ói. Nó cũng hả, ở nhà nó cũng phá. Nó xấu, nó la làng. Gỗ nè mấy anh chị ơi, có ai mua gỗ không? Cái dây gỗ cái chuỗi tràng hạt nè mấy chị nhìn. Nó dài chưa? Em bán 50 ngàn. Lên cho em mã gỗ 50. Ai lấy gỗ thì giúp em mã gỗ 50. Cái gỗ này ngắn hơn 30. Lên cho em mã ngắn 30. Ngắn 30. Ai lấy ngắn lên giúp cho em mã ngắn 30. Lên mặt ngọc đi con. Dạ quên. Em có một cái đồng hồ nhỏ xíu dễ thương, nó có hiệu da ban luôn nè, nhưng mà nó nhỏ ha, và nó cũng không có chạy, dễ thương nè. Xin nha, em bán cái đồng hồ này 50 ngàn, về mấy chị tự thay pin nha. Phía sau có khắc hiệu nè đó. Lên cho em mã hiệu 50, mã hiệu 50, mã hiệu 50. Ai lấy hiệu lên giúp cho em mã hiệu nha. Gỗ 50 cho Thiên Hà. Xem mặt chai hồng. Mặt chai hồng nằm đâu? Mẹ ơi, chồng em được có tiền không? Làm gì? Giờ đi mua sữa cho con.
đi đánh răng đi, ăn xong rồi đi đánh răng rồi đi ngủ để mai đi học. Đó đó đó, cái gì vậy? Trời ơi, chết nó hoài. Phạm Leo ơi, cái này nó là đồ thời trang thôi. Quá, mẹ ơi. Chứ nó không phải là khăn đâu mẹ. Khăn đi xuống dưới bếp. Chứ nó không phải là chai thật đâu. 50.000. Lên giúp cho mình mã 50. Nói hoài sao cho nó đi học trời. Nói hoài sao. Mẹ mang hàng xong chưa? Chưa. Này 150. Con khỉ 150. Cô ơi nè cô. Nè 150 lên mã khỉ. Em lên mặt nha mấy anh chị. Mà sợ nó không có chung màu của cô. Với lại cái dây chuỗi đó mình không có đeo. Mình không có đeo mặt được cô ạ. À. Mình đeo chuỗi không thôi. Mình đeo mặt là mình phải đeo cái khác. Nè. Mã đậu 150. Đậu 150. Còn cái mặt dây này 100. Lên giúp cho con mã xanh. Xanh 100. Cái này, cái tàu này thụng bùm xuôi gió là 50.000. Lên mã tàu. Tàu 50. Tàu 50. Cái mặt thời trang to đùng nè. 50.000. Lên giúp cho con mã thời trang. Thời trang 50. Giả hổ phách nè. 50.000. Lên giúp cho mã giả. Bông hoa nè. 50.000. Lên giúp mã bông hoa. Một cái mặt này nó là bằng mã não vân nè. Nhưng mà về mọi người phải tự phối nha. Nó có lỗ đây. Lên mã não 50. Cứ phải thoát ra thoát vô. Nó mất thời gian ghê. Thoát ra thoát vô mà còn không thấy nữa. Gỗ ngắn 30. Mặt khỉ 150 cho chị có Thiên Hà. Thiên Hà 150. Cái máy cái mặt lan ngọc thì nó đẹp. Gỗ cho gỗ Chí Tịnh. Có nguyên một cái hả? Nguyên một cái combo này là anh gỗ Chí Tịnh có lấy không? Bán rẻ này mình để ở mấy cái khu du lịch đó. Người ta phối áo thun. Ủa sao nó cứ ngắt vậy nè. Kéo xuống. Đó. Mấy cái dây này nè. Dây này là để dây dây gút á. Một dây nè. Mình bật lên vậy nè. Kéo lên kéo xuống gút ngắn được nè. Đó. Bán ở ngoài cái này thì nó đẹp lắm. Hai dây nè. Hai dây. Cái con chim nè thấy không. Ba dây nè. Bốn dây nè. Năm dây nè. Bán nguyên cái combo này 80.000. Bán nguyên cái combo này 80.000. Lấy thì lên mã 80 nha. Lấy thì lên mã 80. Lên mã 80. Năm dây luôn. À, cái này 30 cho anh Tịnh. Thấy cô máy ngọc, mặt ngọc trong đĩa. Đây cô ơi. Này con heo cũng 150 luôn. Này con thỏ cũng 150 luôn. Đây con thỏ nó có. Con thỏ nó có bị lỗi ở đây chút xíu rồi. Con thỏ bán 100. Con heo bán 150, lỗi siêu siêu, lỗi đá, lỗi đá, lỗi ngọc do người ta, cái người thợ người ta làm chứ không phải là lỗi nó bị bể gì cô. Con thỏ 100, con heo 150. Cô lấy thỏ thì cô lên thỏ, cô lấy heo, cô lên heo nha cô nè. Để lấy hai con hả? Ok. Đây chốt trên ngõ Chí Tịnh. Thật sự là cái combo dây này nó đẹp nè. Bán ở
con. Bỏ riêng để mà nó sợ nó bị một 50 cộng 100 cái này cho Thiên Hà. Rốt cho Thiên Hà ok. Nên gì nữa ta? Thỏ heo. Cái này nó là một cái mã não xanh, mã não xanh. Thường thường mã não xanh nó hiếm hơn mà cái máy mã não khác. Lên mã xanh 50.000 mấy anh chị ơi, mã xanh 50. Mã vàng. Ô. Cái này không, cục mã não. Mã vàng 50, mã vàng 50. Ai lấy vàng lên mã vàng 50. Ngọc đó. Mấy cái mặt trong đây là còn 50.000 một cái nha mấy chị. 50.000 lên cho em mã nhỏ. Còn ai ôm lô mặt này thì nói em nha, cái lô mặt này đẹp nè. 50.000 lên mã hoa, có vằn vện hoa nè. Rồi lên cái khác nha mọi người. Lên cái khác nha. Dây ngờ bao nhiêu chị? Ngờ đây em nè. Ngờ nè mọi người nè. Ai lấy ngờ lên giúp cho em mã ngờ. Ngờ này em bán 1.2 triệu nha. Ngờ này em bán 1.2 triệu. 1.2 triệu là giá quá hữu nghị luôn á. 1.2 triệu. Ở đây em có một cái ruby và khung nó là bằng bạc cho mọi người. Nhưng mà đã được xi vàng rồi. Một cái mặt ruby nè mấy chị thấy không? Đây, lên cho em mã ruby. Ruby này em để cho mọi người 200. Cái viên ruby nè mấy chị, 200. Nhưng nó tối quá, em lôi cái điện thoại xích quanh đây xíu rồi. Tối hùi rồi, nãy giờ em có nhìn thấy nó tối hùi. Đây, sáng cho mọi người. Ruby 200. Ruby khung bạc nha mấy anh chị. Ruby khung bạc 200. Còn mặt cẩm thạch con chưa chốt cô. Còn một cái mặt cẩm thạch con chưa chốt cô. Dạ hết rồi mà. À còn cái mặt này hả? Cái này hả cô, cái nào? Cái này 150, cái này 100. Cô chốt cái nào? Cô thấy cái này đẹp nè, cái này không đẹp bằng. Mà tùy cô nha. Cô chốt cái mã 1, mã 2, mã 1, mã 2. Mã 1, mã 2 cô nè. Nó ẩn lắm á cô ạ. À. Nó ẩn quá, con không có nhìn thấy. Mã 2 hả? Đúng rồi. Đẹp ha. Nó ẩn quá. Con lại không có nhìn thấy. Cứ thoát ra thoát vô, thoát ra thoát vô. Cái nó mất. Facebook dạo này nó kỳ cục vậy á. Ok cô nha. Cái này cho cô Thiên Hà. Một. Em lên tiếp mấy chị nhá. Đâu rồi? Cái thùng hàng của em đâu rồi? Chị Villa ơi, còn không? Còn xem không? Cà la vát nữa nè. Villa nè. Này có viên chai nè chị Villa nè. Màu đỏ nữa nè. Vàng này hơi trẻ trung quá. Nè. Có 10.000 một cái thôi mọi người ơi. Cái chai thì 20. Cái này nó là Sissinit nè. Mã số 1 đó. Mã số 2. Mã số 3. Mã chai này, chai thật là 20.000. Mã chai. Mã này không bán, xấu quá. Châm cài tóc. Châm cài tóc có 2 cái nè. 2 cái châm cài tóc nè.
hai cây trăm này để cho mọi người là 50.000 lên trên mã trăm. Ơi sao con đâu mẹ hỏi cái coi. Trời ơi sao nó thơm quá vậy? Đi có nó ngăn kỹ. Rồi con nó ngăn kỹ rồi con đi đi. Đi ngủ ngon nha. À con đi coi đi. Mã trăm 50. Phải nịnh nó mới đi yên cho bán đó mấy chị. Nịnh nó. Nó đánh răng xong rồi nó hỏi cái miệng nó thơm không, nó đưa cho mình hửi. Cái này cho Thiên Hà 50. Đây còn. À Thiên Hà ơi, có nhẫn nè. Nãy giờ nói lên nhẫn lên. Đem lên ụt ít nhẫn cho mọi người lựa nha. Coi coi cái màu nãy con nhớ không, chứ con quên mất cái màu của cô rồi. Này đi tay bao nhiêu chứ cái này giống giống nè. Ni này ni 5 à. Seventeen, 5 ni 6. Ni 6. Ni số 6. Vân đá này cũng là đá Seventeen á. 100.000 một chiếc nha. Có 3 chiếc. Vân ni số 6 không nha. 3 chiếc. Còn một cái chiếc này là ngọc bích nè. Cũng đi số 6 luôn. Đó. Giống không ta? Quên mất cái màu nãy rồi. Lấy chiếc nào nói con nghe, tất cả đều đi số 6 hết, cho nên mình chỉ cần ok hay không thôi. Còn cái chiếc này, ni này ni đi số 7 nè, phải không? Đi số 8 luôn. Chiếc này đi số 8 mày 100.000 luôn. Này là nói là cái gì? Mã não cắt giác. Mã não cắt giác nha. Lên cho mã não. Trời thoát ra thoát vô. Thoát ra thoát vô hoài. À nãy hỏi nhẫn đồ mồi nè. Có nhẫn đồ mồi nè. Nhẫn đồ mồi này bị kiến dán cắn. Mặt ruby có khắc hiệu không em? Mặt ruby không có khắc hiệu. Có khắc bạc. Để nhìn lại coi. Có khắc. Có khắc trong đây nè. 925 trong đây nè. Có khắc 925 trong đây. Mặt này mặt khác chứ phải mặt hôm bữa nha. Có mặt hôm bữa. Bích. Bích ha. Bán cho cô Hiên Hà 100 đi. Bích 100 nha. Bán. Để có Hiên Hà rồi đó. Có khác 925 đó chị nè. Để em nhìn ra trong đây coi. Em bán luôn cái mặt hôm bữa cho mọi người nè. Em làm biến đi quá. Bán mù, bán tù mù luôn. Đâu rồi. Nè ruby sao nè. 18k. Còn nguyên si đây chưa có đi đâu. Đó làm biến bán 200 luôn. Bán hai cái với 400 đó. À lấy cả hai mới bán nha. Bán một cái không bán nha. Có con cóc, con tỳ hồ, con cóc ngậm nè. Cóc ngậm bằng bích nè. Cái này nó bằng bạc nha. Này nó là ngọc bích chứ mà người ta khắc hình con cóc á. Lên giùm cho con mã cóc 200, cóc 200. Bán cặp vậy 400.000, hai cái ruby bán 400. Hai trăm chốt cho anh Trịnh Hiệp. Ủa anh ơi, mạng anh chậm vậy, đã chốt trước anh cái gì rồi mà cái nhẫn bích rồi, cô chốt trước anh nhẫn bích rồi. Cái này cho Trịnh Hiệp 200, em dự phòng cái nhẫn nha. Cô có đổi ý thì em để cho anh nha. Đây cái combo này mọi người không chốt. Cái này nói là thạch anh dâu xanh á, với lại nhẫn luôn nè. Cái nhẫn thì khung bạc á,
Nếu mà còn cái còn trời ơi, cái tay dính mực rồi nè. Còn cái này thì không phải khung bạc. Này thì nó có nguyên một bộ luôn. Ai mà lấy thì được nguyên bộ á. Nè. Là được nguyên bộ luôn nè, thấy không? Nó là thạch anh dâu á. Được cái nhẫn size số 6, đôi bông kẹp và cái dây chuyền nữa. Có luôn cái vòng tay nữa. Có luôn cái vòng tay 2. Nhưng mà cái vòng tay thì chưa có nhìn thấy ở đâu hết. Đó, ai lấy nguyên bộ này bán rẻ cho mọi người nguyên một bộ luôn. Nguyên một bộ có vòng tay luôn nha. Dây cổ, nhẫn, nhẫn khung bạc và cái bông tai, có vòng tai luôn là bán 550. Xả cái bộ này thôi á, 550 nguyên một bộ luôn. Có cái vòng tai nữa. Nhưng mà vòng tai hiện tại chưa thấy. Ví dụ như mà ai có muốn đổi qua cái này thì đổi nha. Ai muốn đổi cái qua cái này thì đổi. Mà tại cái này mới đúng bộ của nó, còn cái này không phải. Cái này khui sao. Đó, có cái vòng tay nhỏ nhỏ như thế này nữa nè. Mà tiệm chưa thấy. Nó nằm ở trong lẫn trong đó nhưng mà em chưa thấy. 550 nguyên bộ nó là mấy món? 4 món luôn. 4 món mà có 50, 550 à. Tính ra quá rẻ luôn. Nhẫn xanh ngay gốc. Nhẫn xanh ngay gốc này nó là mã não. Mã này nó xấu lắm. Thấy cái này đi. 30.000 à. Đó. Nè, cặp chị 50. Nhưng mà tay này là tay số 8 nha, ni số 8. Ni xanh này ni 7, ni đỏ này ni 8. Cặp này hai chiếc thì 50.000 nha mấy anh chị. Này nó là mã não nha. Mã não đỏ. Chiếc này xấu bỏ ra. Đây còn cái nhẫn bích nhẫn nữa nè. Nhẫn này nó là nó dạng người ta làm kiểu thô thô đó anh. Anh Trịnh Hiệp có lấy không? Ừ. Vân đá nè. Như cái nghệ nhân này là không có tâm. Cho nên nhìn nó cái vân đá cũng mài dũa nó không có được xuất sắc. Đó, nè, cái vân đá chứ không phải là nó nứt. Trịnh Hiệp lấy thì báo em nè. Bích nè. 70.000. Cái người này làm không có tâm, làm trang sức mà làm thô thiển quá. Nghe ha. Đúng không? Làm trang sức mà làm không có đặt cái tâm vô gì hết, làm cho có hay gì á. Làm cái chiếc nhẫn hư hết của người ta, không đẹp. Trời ơi, bán hàng mà nó chê. Nó chê mặt xanh dương con, nó chê còn hơn cái gì nữa. Mặt xanh dương. Là nhẫn à. Cái chiếc này có không có đẹp, con không có lên. Còn cái nhẫn này 50.000. Free size, 50.000 free size. Nhẫn giống như bằng gớm vậy. Bán hàng mà nó chơi, tạm tại rồi làm sao mà khách mua, trời ơi. Khách chơi còn hơn. Ai, có cái dây bạc này đẹp quá nè mọi người. Ôi, cái dây bạc nè, đặc hiệu nha. Trời ơi, dây bạc nè. Đẹp quá mấy chị ơi. Cái này dây bạc á. Có hình con cá nữa nè. Ủa, rồi đeo kiểu gì chứ chè thòn vậy ta? Tại sao ta? À, gút. Gút. Bạc nè mọi người. Bạc nè, bạc thái. Có hai con cá nè, mấy chị thấy hai con cá không? Hai con cá tram nè. Hai con cá này mình tháo là mình phối được á. Đây. Bạc thái. Cái dây này em bán 500 nha mấy anh chị. Ai chốt thì lên giúp cho em mã cá 500. Có hai con cá nè. Hai con cá. Con cá này giống con cá bia nhau quá. À, trăm còn nè mọi người ơi, trăm nè. Trăm nè. Có hai cây trăm nè. Trăm này giống kiểu vua chúa quá à. Hai cây trăm này có một cây này thì nó bị sứt ở phía dưới nè. Nhưng mà cái này mình bỏ cũng không đáng kể ha. Hai cây này 50.000. Ai lấy lên giúp cho em mã vàng nha. 50 hai cây.
Ai lấy lên giúp mình mã vàng. Xem cô gái mặt xanh dương con. Chị để cái gì xem? Chị xem cô gái trên camel. Đây hả chị? Cô gái Pháp Lam này hả? Cái này vừa làm cài áo vừa làm mặt dây chuyền được á. Đẹp ha. Pháp Lam bán 100 ngàn nha chị nha. 100. Lên giúp cho em mã Pháp Lam. Còn mà ai ôm hết camel tất cả cái này á thì em đếm 50 ngàn. Đồng giá đếm tới. Có 14 cái à. 14 cái. Ở đây nữa nè. 14 15 cái gì à. Và đếm lên là 50 ngàn. Tất cả các cô gái thôi. Còn có cái khung bạc nữa nè. Có đã cả đôi bông nữa đó. Có cả đôi bông nữa. Để chị cái gì chị ơi? Vàng hai cây à, hai cây này. Ok chị Nho Thương. Mà lấy hết là tính 50 ngàn một cái đếm tới. Bán hết camel cho nó về sạc cừ. Sạc cừ em nè. Sạc cừ nè, có hai cái sạc cừ. Hai cái đó 150. Mà em lấy hết tất cả các camel, tất cả các cô gái cho đẹp. 50 ngàn đếm tới, có bạc nữa đó. Này à. Nó bị ẩn con không nhìn thấy rồi, để con kiếm tiếp cho. Để con kiếm tiếp cho nha. Để con kiếm tiếp cho, con còn. Lấy hết. Lấy hết camel. Lấy hết camel. Đi ra con. Sao? Đi chỗ khác. Cái gì? Ok, chị lấy hết camel. Em bóc vô giùm em nha. Ở đây còn cái gì nữa không? Đi ra. Để cho mẹ bán hàng. Đi ra. Đi ra. Đây này bán hàng. Đi ra. Con đang ngồi. Nhưng mà con đi ra cho mẹ bán. Con ngồi đây không có chỗ. Ngọc Bích nhiêu chị? Cái 450, cái 350 em ơi. Cái 350, cái 450, cái to 350. Đây nè, em like cho chị xem từng cái nè chị ơi. Khỏi để khỏi chụp. Nè một nè chị nè. Một nè. Nha. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Em like cho xem nó khỏi nè. 4 ha. 5 nè. Tất cả các cô gái luôn á. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè, cái này bằng bạc nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. Cái này có Italy nè. 14 nè. Đây bông tai nè, 15 nè. Đó. Đồng ý không ạ? À? 15 rồi nhân lên. Giá lô rồi đó nha mọi người. 15.
15 nhân lên 50, 750 à. Mọi người có coi được không ạ? À? Giờ em ship ra đây nè, chị chụp luôn đi. Trời ơi, cái điện thoại của tôi nó cứ bị tuột. Quá ghẻ, quá bèo bèo béo béo béo. Từ từ coi sao cái này nó tuột hoài. Trời ơi, không dặn kêu con người ta tuột. Thấy được không? Thôi không có thì thôi, để em chụp cho. Cứ chốt là em chụp. Mà phải nhìn thấy mới chốt được chứ, đúng không? Mà lỡ chụp rồi không chốt rồi mất công không? 15 đó 750. Mới này quá rẻ mà mọi người, đâu có mất. Em chụp hình đẹp lắm cho nên em không muốn chụp. Ở trên cái trang gì em có chụp sơ qua đó. Vô chị coi. Chụp hình đẹp quá nên không có muốn chụp nè, mấy cái nó có mấy cái này không có chụp thôi. Rồi đó, 15 cái. Anh bỏ bọc rồi đó. Rồi lên tiếp cái khác cho mọi người chọn nha. Qua đây. Lấy thì inbox giùm em nha. Shop Si Kiên Giang. Inbox chưa vậy Shop Si Kiên Giang ơi. Tại chưa gặp khách. Khách thích camel. 50 nhân cho 15 nè. Khách thích camel là không còn. Em lên tiếp cái khác. Em lên tiếp cái này, em có kẹp nè. Có hai cây kẹp này nè. Hai cây kẹp nè. Đây. Em bán hai cây kẹp bướm này 50 ngàn luôn. Nó cũng cái dạng giống giống hồi nãy nè. Lên cho em mã bướm 50. Mã bướm 50, ai lấy bướm lên giúp cho em mã bướm. Bướm 50 nha, nè. Nó kẹp như thế này nè mọi người nè, đó, bướm 50. Có ô ban không chị? Ủa em like nãy giờ rồi mà. Chị có vô inbox cho em đi. Rồi em hả? Ở đây còn chiếc nhẫn bích nữa nè. Anh Trinh Hiệp ơi. Nè. Inbox cho em đi, em chụp cho chị xem. Đây. 100 ngàn là anh Trinh Hiệp ơi. Còn cái đó. Bướm 50 cái, hai cái kẹp bướm 50. Ở đây em có một cái ghim, một cái sượt tóc nè. Sượt tóc hình con cá 30 ngàn lên mã tóc 30. Tóc 30. Cái này là gì trời. Đây cũng sượt, cái này mấy cái này chắc để cho cô dâu quá. Xấu quá. Ở đây em có hai cái sợi dây, hai cái sợi dây rút. Sợi dây rút hai cái em bán 50 ngàn. Nên giúp cho em mã rút. Rút trắng rút đen hai cái 50. Hai cái 50 nhé. Ai lấy hai cái lên giúp em mã hai cái 50. Tóc 30 cho chị Thiên. Cho cô Thiên Hà. Hai kẹp này mọi người không kẹp hả? Chui gì hết, nó gói vô rồi kẹp gì. Thiên Hà. Thiên Hà 30. Nhô thương. Rồi, nay tiếp nha. Ê, cái này đẹp quá nè.
này hay quá nè. Cái dây chuyền này em bán cho mọi người 100 nha. Ủa các chị Si Tiễn Kiên Giang có lấy không? Bỏ vô luôn cho chị nè. Bỏ lô vô cho chị luôn. Này 100, nếu mà chị lấy thì bỏ vô lô luôn cho chị. 100. Ủa cái dây chuyền này đẹp mấy chị. Nó là đá lấp la lấp lánh nè. Em bán sợi dây này cho mọi người 50 ngàn. Lên cho em mã 50. Mã 50 Oban nè mọi người ơi. Oban mà sao có. À Oban. Cái này là hai cái hai cái cài măng xếp. Còn cái này nó là một cái cài áo hở. Ghim cài áo hở đó. Đó. Em bán cái bộ Oban này cho mọi người mà 100 ngàn. Bán bằng lấy 3 viên đá thôi. Lên cho em mã Oban 100. 3 món 3 viên đá 100 ngàn. Oban 100. Rẻ ơi là rẻ. Rẻ ghê luôn. Lấy hàng em có chụp cô. Vẫn còn đau quá. Vẫn còn đau răng. Thấy chị nói đâu nói nhiều đâu. Rồi chốt cho cô Thiên Hà. Chốt cho cô Thiên Hà nha. Ok. Có mấy cái có nhẫn có mặt sapphire đen đẹp quá nè em nè, 200 ngàn. Có dây luôn, dây nó là silver 925 luôn nè. Phát silver 925 luôn nè. 200. Lấy lên mã 200. Hai cái vòng tay dây rút này bán 50 ngàn. Lên mã số 2, một cái trắng và một cái đen nè. Chị Phương Thu chốt 100 là gì chị Phương Thu nhở? Chị Phương Thu chốt 100 là gì nhở? Bị ẩn nữa rồi. Đồng hồ nè. Oanh ơi. Đồng hồ này 50 ngàn nè. Của Nhật nè em nè. Em về tự thay pin đi. 50 ngàn nó nhỏ xíu à. Này em có thể thắt chai hoặc là gì em làm thay cái dây nó cũng đẹp nữa đó. Oanh 50. Còn Oban không em? Em còn nè. Em còn một cái dây Oban nè. Thì chốt đi. Để chị cái dây mặt Oban này 50 ngàn nữa. Để em bỏ chung 100 chốt cho chị Thu nè. Sao lỡ từ chối. Kỳ này mặt đẹp lắm chị Thu ơi. Chị có chốt mặt không? Này mặt đẹp đẹp không luôn á. Mặt trai nè. Nè Oban này 100 nè chị có chốt không? Đó là 50 ngàn. Mặt nè mặt đẹp đẹp không à. Silver 900 nè. Tourmaline Silver 900 nè. Người ta đã xi vàng rồi. Ôi cái này đẹp quá. Xin lại cho mẹ đi. Đẹp ghê luôn á. Cô xem bông tai hổ phách. Bông tai hổ phách. Bông tai hổ phách hồi nãy. Lựa đẹp không em? Bông lô thì mấy cái giá đó còn lựa thì nó vẫn 50. Lựa thì vẫn 50. Ôm lô thì nó mới có cái giá. Mới có giá lô nha. 300 ngàn một đôi nè cô nè. 300 ngàn một đôi. Mã này là bông kẹp. Còn cái này mình có cái lỗ á. Mình xỏ vô. Nè 300 ngàn một đôi. Còn cái đôi này nó bị lỗi xíu. Bán 90 ngàn. Nó bị mẻ. Một chiếc nó mẻ ở. Ở đâu. Phải nhìn kỹ mới thấy nè, mẻ một xíu ở đây nè.
Mẹ ở đích nhìn này cũng không thấy. 90.000. Cái đôi này 150, hổ phách Nga. Cũng có khác silver ở đây luôn. Bông kẹt. Đó, 300.000 một đôi nha. 300 mã kẹp, 300 mã lỗ, 300 mã lỗi. 150 mã Nga hết, hổ phách. Cô lấy thế nào thì nói con nha. Chín mươi cho chị Phương Thu. 90 với cái này 50 em bỏ chung nha. Chui bạc luôn á. Cái gì ra mặt xanh, mặt ngọc xanh em xem. Này hả em? 150 đây em ơi. Trăm rưỡi nè, trời uống nước uống ực 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 luôn, uống như là một con trâu nó uống nước nè. Em sơ 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 cho chị có khoảng 50 mặt à, không có nhiều. Xuất sắc luôn á. Nè có sapphire đen nữa nè. Chai thật không à. Đó. Mặt đẹp đẹp không chị Thu ơi. Cái mặt lô này mặt đẹp em mới chào chị á. Pháp Lam nè. Akuya nè. Chôm. Nina Ritchie nè. Này con gù màu tím. Có khắc siêu silver đồ gì không mà cái mặt cái lô này nó đẹp. Cái lô mặt này nó đẹp. Em mới mời chị á. Đó. 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 Có một cái mặt hoa này chứ. Đó. Nhiều quá rồi. Nè, đồ mồi đồ gì nhiều lắm. San hô đồ gì nè. Hoa đồ gì nè. Đẹp đẹp không à. Peridot nè. Có ẩn không vậy, sao không nhìn thấy vậy? Chín mươi là hổ phách, hổ phách mật đó chị, không phải hổ phách Nga đâu nè. Vòng tay bản to màu nâu bằng gì, hổ phách đó bạn ơi. Cái này đúng không, 1.4 triệu nha. Hổ phách, hổ phách nở hoa. Nhiều quá em cầm hết em bỏ xuống cái lô này bớt. Đẹp đẹp không mà chị Thu ơi, thiệt. Nina Ritchie 2-3 cái luôn. Mà thường thường biết là người ta bán Nina Ritchie là rất là cao. Ngọc trai thật không? Đó, đẹp đẹp không à. Nè, đồ mồi đồ gì nè. Trong cái lô này đẹp lắm. Cá nè. Nói chung là lấy thì nói em. Có mặt bạc ở trong nữa. Nó lấy thì nói em. Đẹp đẹp không à. Tầm nhiều quá à. À nó là bằng thời trang thôi. Cái lô mặt này chị nhận đi. Rồi chị ưng. Cái này hả, dây đồ thời trang. Nó bằng nhựa bằng cái gì á. Cái này thì nó bằng gỗ, cái này lỗi rồi.
này bán 50.000. Bán 50.000. Em chốt dây chai 1.500.000 nha chị. Ok em, 1.500.000 nha. Coi nãy giờ mới quyết định chốt hay không hả? Và ví dụ như người ta mua mất rồi lúc đó rồi la làng ha. Suy nghĩ gì mà lâu từ đầu la đến cuối la vậy hả? Chị nhận đi. 6 ly siêu đẹp. Chị ơi, không có ai bán chai mà rẻ cho chị hết luôn á, thiệt. Em về em nhận xong em ưng cái bụng nha. Nè, Akoya. Mà nó sao cừ nó vậy mà bán có 1.500.000 thôi. Mà em còn hả? Em còn phân vân như vậy hơn là hôm nay khách mua chai không có. Khách mua chai mà có thì hả lại mất rồi, với cái giá 1.500.000 nó quá hời mà. Cũng có dây mấy trăm nữa nhưng mà em biết sao không? Sà cừ nó không có đẹp. Chốt em nha. Ok chị Phương Thu. Em chốt lô mặt cho chị Phương Thu nha, bỏ này cho chị Phương Thu luôn. Ok. Lại tiếp cái món gì đây? Bông tai, chị có lấy lô bông tai không? Có ngọc gì không chị? Trời ơi, ngọc quá, ngọc ở đâu ra mà có hoài. Chị đấu lô này có vòng tay ngờ nè. Vòng tay ngờ nè. Trời ơi. Cái màn hình bể mẹ. Có vòng tay ngờ nè. Ngờ này ngờ gì đây? Ngờ huyết nha. Nè. Thấy Vân không mấy anh chị? Mấy anh chị về gọi Vân là thấy rõ nè, Vân nè. Vân Caro đó. Ngờ huyết. Cái ngờ này em để cho mọi người. Cái vòng tay ngờ này em bán cho cả nhà là 500 nha. 500. 500 nha. Vòng tay ngờ 500. 500 ngàn. Ai lấy lên giùm em mã ngờ 500. Em còn cái lô mặt hổ phách. Có ai chốt lô không? Về mình kèm kèm mình bán cho nó dễ đó mọi người. Lô mặt hổ phách nè. Mười một mặt hổ phách. Mười một mặt hổ phách với lại ba đôi bông, bốn đôi bông tai hổ phách. 11 mặt là 1.500.000 đi. 4 đôi kia tính 3 đôi. Và tính hết hổ phách mặt cái hổ phách đó là 2.300.000. Ui. 800. Trời ghẻ quá. 2.300.000 mấy anh chị. 11 mặt hổ phách với 4 đôi bông tai 2.300.000 rồi mất luôn, mất Facebook rồi. Có cái Facebook rồi sao vô. Điện thoại em mượn của con em, điện thoại em bị hư rồi mấy chị. Bao nhiêu tiền thì giá như cũ nhân lên cho chị. Em đếm nha, em quên, nãy em quên bao nhiêu mặt rồi. Giờ em đếm báo chị luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thì 20.000 nhân lên 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
Con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 62 mặt. 62 mặt. 62 tính chị 50 mặt đó. 1 triệu. Còn đếm cái lẻ thì tặng cho chị. Ui quá hời luôn. Một triệu đó chị ơi. Có mặt dây chuyền đẹp không? Đây nè. Cái này nó, đây nè bạn ơi, nó là opal nè, 190 một mặt. Ai lấy nhỏ lên mã nhỏ, ai lấy to lên mã to. Yên tâm đi, mặt kỳ này đẹp lắm. Mã nhỏ lên mã nhỏ, mã to lên mã to nha. Con này tinh thể tourmaline nè. Tinh thể tourmaline. Tinh thể tourmaline. Cái này nó là khung bạc nha, cái này khung bạc. Tinh thể tourmaline này bán 250 một cái. Cái này nó là màu hồng. Cái này nó là màu xanh. 250. Bán sai rồi. Bán này 190, bán kia 250 mới đúng, tự nhiên bán bậy bán bạ. Đó. Bạc cái của chị, cái chị nhận. Cái chị nhắn em rồi. Đẹp mà cứ không ngắn gắn được thành dẹp không mà. Cái điện thoại của nó không biết nó xài. Điện thoại của thằng con không biết xài. Ủa chị chốt cái gì chị ơi? Chị chốt gì chị? Chị Nho Thương ơi, em không thấy luôn á. Trời ơi, chán dữ vậy trời. Chán dữ vậy. Ý là chị chốt cái gì mà em không có thấy. Chị Nho Thương ơi, nhắn lại em với. Lẫn mà em mò nãy giờ nó không ra luôn á. Đây nè, chốt cái gì vậy chị ơi? Đau lòng dữ. Chùm nho đen. Trời, chị biết nhìn ghê. Chùm nho đen nó là đồi mồi á. Nè. Đồi mồi đó chị. Quá đẹp luôn chị đôi thương Nho Thương ơi. Cái này đồi mồi về chà rửa nó bị bụi rồi. 150 đó chị. Biết nhìn ghê. Chị Nho Thương chốt rồi, lên mã giùm em đi, mã ok. Trăm rưỡi, nó là đồi mồi nên nó mắc một chút.
Trời, còn bịch nữa nè. Còn bịch mặt nữa nè chị. Còn bịch mặt nữa nè. Trời ơi, không biết cô gì còn xem không ta. Nè, còn bịch mặt nữa nè chị. Chị Thu ơi, đó. Còn bịt mặt nữa nè. Quá trời quá đất. Nè chị Phương Thu còn bịt mặt nữa. Rồi rớt xuống dưới một cái. Ẩn dữ vậy trời. Chị xem cho em xem chai Akoya lúc nãy 1,5 triệu cho chị. Chị bán rồi em ơi. Chị bán rồi. Còn con đây. Con bọ nè, 100k. Con bọ 100k lên mã bọ. Cái này mới đổ ra nhìn thấy. Cái này nó là mã nổi xanh nhưng mà nó có khắc silver. Cái này mã nổi chứ phải ngọc. Có con bọ đẹp à. Hết. Chị Nho Thương em đang like, chị gọi cho em cái điện thoại này em đâu có có. Em đâu có nghe được. Ác quá. Dạ chốt. Chốt cho chị Thiên Hà. Thiên Hà. Ok chị Thu nha. Rồi em tính cho. Em like tiếp nha mọi người. Trời, di truyền có 3 hình con gấu dễ thương vậy trời. Di truyền nè mấy chị. Có 3 cái hình con gấu xinh chưa. Nhưng mà dây chuyền thì nó mới, nhưng mà cái này nè, nó tiếp xúc với nhau nè thì nó không có mới nha. Ý là mấy cái chốt mà người nó nói mấy cái tay con gấu lại với nhau không có mới. Đẹp quá à. Dây chuyền xinh ghê luôn á. Trời ơi, cưng xỉu. Ai lấy lên cho em mã gấu. Gấu. Gấu 70.000. Gấu 70, gấu 70. Gấu 70. Ủa cái hộp này là gì? Hộp mày lấy gì mất tiêu rồi. Gấu 70. Một cái kiềng thương hiệu nè mọi người ơi. Một cái kiềng thương hiệu nha. Trời ơi, bói nó tấn công nhà em nữa rồi. Cái kiềng thương hiệu này nó là hiệu Batman. Cái kiềng thương hiệu này em bán 100. Ai lấy lên giùm em mã 100. Cái kiền thương hiệu Batman 100. 100 nhá. Này là cái gì? Rồi một bọc nùi. Ai thích thì về nhà gỡ nha. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Pháp Lam không? Bốn mặt, năm mặt, sáu mặt. Rồi này về nhà gỡ giúp em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại là nó có 6 dây. Nè, 6 dây này em bán 200 nha. Bà nhà gỡ giúp em nè. Đó, thấy có 6 mặt, 6 dây đẹp chưa. Nè, 6 dây 200. Có đá peridot đẹp quá luôn. Cái mặt đá peridot nè. 6 dây 200. Tặng cho cái đôi bông vô luôn. Nó rớt ra 200.000. Ủa
150 á chị Nho Thương ơi, 150. 150 chùm áo cài nho đen này nói là đồi mồi nha chị nhá. 150 này chị nè. 150 nhá. Nè. Chị lấy thì ok giùm em nha. Chị lấy thì ok giúp cho em nha. Em có một cái lắc chân bạc hiệu Tiffany nè mấy chị. Một cái lắc chân bạc hiệu Tiffany. Nè. Mà nó đã xi vàng. Nhưng mà nó cũng phai rồi. Có lắc chân bạc hiệu nè. Có khắc hiệu ở đây nè. Đó. Cái lắc chân này em để cho mọi người là 250 nha. Mọi người muốn thì em đi xi lại cho, đi đánh bóng lại cho 250. 250 nha mấy anh chị. Ai lấy thì lên mã 250. Rẻ lắm luôn á. 250 nha. Lắc chân nha, không phải lắc tay đâu, lắc chân á. Anh trả lời rồi hay mà không hề thấy chị comment nè. Đó giảm thoát ra nè. Em vô lại nè. Đó. Trời, cái mặt của em thấy ghê quá vậy. Mạng của em nó bị làm sao. Hơi mặt mày bệnh hoạn xanh lẹn đấy, thấy ghê. Không phải bơ đường truyền của mình, chị bên nước ngoài với của em ở đây. Cái này 150 chị có nghe lấy không, lấy thì ok. Nó bị xa với nhau á. Em uống thuốc, em buồn quá. Em nghe chị ơi. Rồi em lên tiếp nha mọi người. Em lên tiếp một cái dây chuyền. Nó có ép, nó có đá nè. Dây này là dạng choker thôi, cổ này nhỏ nhỏ thì mình hãy chốt ha. Nè, nó có, mặc dù nó có tăng đưa nhưng mà cổ nhỏ nhỏ thôi, dạng choker. Đấy. Dây chuyền đá này em bán 100 nha mấy chị. Ai lấy lên giùm em mã đá. Đá 100. Đá 100. Ok chị. Trời ơi là trời. Ok chị Nho Thương. Cái áo chùm nho này nó là đồ mồi á. 6 dây 200. Trinh Nguyên Trinh. Nguyên Trinh nhờ inbox giúp mình nha bạn ơi. Nguyên Trinh. Nguyên Trinh inbox liền giúp mình. Ủa chết rồi. Tin nhắn ở đâu đây. Nguyên Trinh. Không thấy. Inbox liền giúp mình để mình biết nha. Để gọi điện thoại á hả, chụp hình cho bạn, nhiều khi bạn không có, bạn không có Nguyên Trinh nè, 6 giây nè. Về nhà gỡ xíu à. Này nó cũng dễ gỡ lắm. Nguyên Trinh. Kết bạn qua Zalo cũng được. 200 0974. Không 907 chứ. Sáu 1952. Đọc xíu cũng sai của người ta nữa. Em sẽ lên tiếp cho mọi người cái dây chuyền thời trang nè. Hai cái dây này em bán 50 ngàn nha mấy chị. Dây này dây chai thời trang khóa nè. 50 ngàn.
50.000 chị ơi, ai vậy? Năm mươi ngàn lên cho em mã chai, chai 50, chai 50 mấy anh chị ơi, chai 50, ai lấy chai lên giúp em mã chai. Có ẩn không mà em không thấy ai nữa nè. Cái pha lê đẹp nè mấy chị, mà cái khóa nó không đẹp nha. Nè, pha lê, pha lê này em để 70, ai lấy lên giúp em mã pha lê. Pha lê 70, pha lê 70, pha lê 70 vòng cổ nha. Còn cái này nó là dây ủa ai trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó là hai dây, nó là hai dây nè mấy chị nè, nó là hai dây nè. Cái này em cũng bể 70.000 một dây luôn, lên cho em mã nhỏ, nhỏ 70, nhỏ có hai dây, nhỏ 70, ai lấy nhỏ lên giúp em mã nhỏ. Nhỏ nha. Nhỏ 70, ai lấy nhỏ lên giúp em mã nhỏ. Rồi em chốt rồi, chị đi ngủ đi, chúc chị ngủ ngon, em cũng chuẩn bị nghỉ giờ. Ê con cá đẹp quá vậy nè. Trời ơi. Con cá nè mấy chị. Trời ơi nó đẹp. Con cá pháp lam nè mọi người. Con cá pháp lam đẹp nè. Ai lấy cá lên cho em mở cá, cá pháp lam. Con cá 70.000 nha mấy chị, dây cá đẹp lắm, 70. Con cá 70 nha, cá 70, cá 70. Ai lấy cá lên giúp em mở cá 70. Lô bông tai hôm nay cũng đẹp lắm. Này là gì vậy trời? Lô bông tai cũng đẹp mấy chị. Lô bông tai nè. Ôi ơi xuất sắc luôn, hình như bông tai này hiệu gì đây? Không thấy hiệu nhưng mà nó đẹp quá. Ui, nó nặng, bông tai Vin nè mấy chị. Bông tai Vin này bán 100 nha mấy chị. Vin 100, Vin 100. Mấy chị nhìn giùm em. Vin nha. Nè. Vin 100, Vin 100. Vin 100 nha. Rồi Vin chốt cho Hân nha. Vin chốt cho Hân. Hết mấy đâu bông Vin nè. Bữa chị bán lô hết trơn rồi. Đây còn nè. Đâu rồi ta, sao con chiếc vậy? Cái này 50.000 em ạ, 50.000. Có khách gia ban ở đây nè. Lên cho chị mã tim. Tim 100. Á, à, tim 50. Tim 50. Tim 50. Rồi, tim cho Hân luôn. Hân khoái. À, có cái này nữa nè em nè. Chắc cái này em không thích đâu. Tại vì cái này nó là thạch anh. Em khoái dạng viên vàng. Thạch anh nè, thạch anh bán 70.000, đẹp lắm, xuất sắc luôn. Thạch anh 70, thạch anh 70. Em không phải thạch anh đâu chị. Ừ, chị biết mà. Còn bông viên hết lên cho em xem với chị. Còn nè em nè, một hộp luôn. À, có một cái cài. Có một cái cài này nè mọi người ơi. Cái cài này nhà có bé gái hay là mình đội để mình làm cái gì? Mình đội để mình vương miệng, mình chụp hình cũng đẹp nè mấy chị nè. Cái vương miệng nè, thấy không? Cái này em bán cho mọi người 50.000 cái vương miệng này này về mọi người. Đó, vương miệng 50, ai lấy vương miệng lên giúp em mã vương miệng đi mọi người. Mã vương miệng 50.000. Vương niệm nha, ai lấy chữ, ai lấy vương niệm lên mã vương niệm giúp em. Để chị lên bông tai viên cho em xem. Em
đang thích vàng vin, vàng tré, vàng trung. Nè, 50 ngàn lên mảnh nón. Cô Thiên Hà chốt cái gì 50 ạ? Cô chốt Vương Niệm hả cô? Thiên Hà à, chào em Gia Hân. Mới vừa kêu Bảo Hân, giờ qua đây Gia Hân. Cái viết mất tiêu rồi. Hả? Cái viết mất tiêu rồi, chết tiêu rồi, chết tiêu rồi. Chị Nho Thương sao nha, em dẫn đi cho chị Nho Thương dự bị. Chốt cho em cái Vương Niệm. Vương Niệm em sao, mấy người mà kêu chốt sao được em à. Thích cái Vương Niệm hả? Cảm ơn em vô chốt đi. Em chốt chị mới vui được. Bận quá trời bận luôn. Bông tai nè, quên. Bông tai viên. Ở đây thì không còn thấy bông tai viên. Bông tai viên nè em nè. Này đúng viên luôn á. Con chim nè. Lên mã chim 70 ngàn. Chim 70. Chim 70. Con chim này có luôn cả cái, có luôn cả cái mặt dây chuyền nữa nè. Thấy không? Đó. Nhưng mà lấy luôn mặt dây chuyền luôn rồi cái đôi bông tai này nữa là được một, là 150. 150. Lấy 100 lấy 130 thôi, bớt cho 20 ngàn. Chốt nguyên bộ cho nó đẹp. Em sao rồi, chị sao rồi chị Hiền ơi. Cái nè, 130 là có luôn cả cái dây chuyền này nè, nó mới làm nguyên một bộ nè. Đẹp lắm. Nè, thấy không? Nè. Hơi bị xuất sắc luôn á. Này người ta bán mắc lắm, người ta bán đôi bông này có 150 thôi, chị bán nguyên bộ có 130. Chốt không? Rồi bộ chốt cho chị Hiền Bùi rồi. Em chốt. Có thấy em đâu, chết, nó ẩn rồi em ạ. À. Em chốt chị Nho Thương nha. Bộ này 130 chốt chị Nho Thương. Bộ này đẹp chị Nho Thương ạ. À. Chị không thấy em luôn, nó ẩn rồi đó. Nó cứ ẩn tới ẩn lui vậy bởi vậy. Chán ghê vậy đó. Chán nha. Này là cái gì vậy ta? Dây chuyền. Mà trong đây nó có cái mặt, hai ba cái mặt gì trong đây nè. Mặt gì kỳ cục vậy? Vậy hả? 50 ngàn lên chơi mã trái tim. Trái tim 50. Chị có mặt bạc không chị? Mặt bạc á? Ủa sao này nó lại lệch đi. Mặt bạc, mặt lúc nãy chị đưa lô cho chị kia hết rồi. Còn có mấy cái mặt này nè. Tinh thể nè. Trời ơi, nó đẹp quá. Cái tinh thể này khung nó bằng bạc nha. Nè em nè. Với lại hũ phách cái này bán 150 nha. Bán 150 lên mã 15. Lên mã 15. Đau rồi đó. Nhức cái dằn quá. Em bị nhức cái dằn á mấy chị. Lắc chân Tiffany mà.
250 em ơi, đắt chân. Ừ, có cái này đẹp lắm nè, phải nói xuất sắc luôn á. Cái vòng tay nè, không hiểu sao người ta có thể làm nó nhiều loại đến như vậy luôn. Nè, cái này nó là mã não nè, thạch anh nè, mắt mèo nè, san hô nè, thạch anh nè, ngọc trai nè. Nói chung là tất cả các loại đá quý hiếm, bán quý, bát bảo cái gì tài leo me trong đây nè. Nhiều lắm mấy chị, nhưng mà cái này nghĩ là trẻ trung mà đeo thôi, chứ mà như mà già già có em đeo chắc mắc cười lắm nha. Chiếc này em bể 100 ngàn nha mấy chị. San hô nè, san hô nè, thạch anh tím nè, huyết áp nè, ngọc trai nè, san hô trắng nè, mắt mèo, mắt hổ, mắt thạch anh đa sắc nè. Rồi huyết áp, rồi nói chung là tài leo học me hết. Bán 100 ngàn. Mà công nhận người ta xuyên ghê, nhỏ cũng làm nữa. Siêu thiệt. Đẹp lắm mấy chị. Nè, cưng ha, 100 ngàn. Lên mã 100 giùm em. Em để chị mấy đôi bông tai nhé. Mấy đôi bông tai như thế nào chị ơi? Chị em có cái này thực một bộ này chị Nho Thương, đừng đi ngủ. Đâu rồi? Trai xám là một bộ là đeo nó sang lắm nè. Nè, chai này chai đá. Nè, thấy chưa? Được một bộ cho em mới vừa nhìn thấy nè. Ôi, cái khóa nó đẹp. Chai này nó nặng. Nè, này chị nè. Đó. Bộ này bán cho mọi người là 90 ngàn. Ai lấy bộ lên mã bộ. Ai lấy bộ lên mã bộ nha. Bộ 90. Bộ 90. Cái này thạch anh. Cái này cũng thạch anh thì chốt chung với nhau đi. Không phải phan lê đâu. Trời, cái này với cái này là thạch anh. Đẹp. Thạch anh nè. Cắt giác giống phan lê của cầm vô nó mới biết được là thạch anh hay phan lê. Em về vòng san hô chị xem kỹ nhé. Đâu ta. Trời, em chào chị. San hô này hả? San hô đen. San hô đen phối với lại cái này nó là opal. Phối với san hô trắng, san hô đỏ. Cái khóa nó là khóa của cái sợi dây Swarovski á, dây hiệu á. Em bán 250. Em bán 250 cái vòng tay này, em tự phối. Em tự phối, em lụm lặt. À, em ơi, em hỏi cái này hả? Di này di thần tài nè. Phối với san hô đỏ nè em nè. Nè. Cái di này người ta đã bán 200 ngàn rồi đó. Bữa đi xem thấy có, thấy người ta bán 200. Hai cái viên này là hai viên bi vàng thật nữa. Hai viên này là hai viên bi vàng thật. Còn cái này nó là san hô đỏ. San hô đỏ. Đây. Thần tài, một củ di thần tài nhá. Cái này bán cho mọi người là 350 nha. Hai viên bi vàng thật đó mấy chị. 350. 350. Này cũng vậy luôn. Đây là di như ý. Như ý. Cái này cũng 350 luôn. Một cái như ý, một cái là cụ tài. 350 một vòng. Bộ chị chốt. Bộ 90, cái này đẹp lắm chị Nho Thương, thiệt mời chị luôn. Cái gì đó đẹp quá trời luôn á mấy chị. Bi vàng thật á. Bi vàng thật nha. Chín chục ngàn. 90 cho Nho Thương.
ngò thường 90. Buồn quá. Cái này đẹp lắm này chị, đẹp lắm nè mấy chị. Cái này thì cũng dễ có bông lắm. Cái này dễ có bông lắm. Màu trắng nè, mà giờ tự nhiên nó gói vào đây em phải gỡ nó ra. Em phải gỡ nó ra đây. Cái này người ta làm mấy 5 giây nè. Từ dài đến nhỏ nè, ôi. Đó, từ dài đến ngắn rồi từ nhỏ đến to nè. Này cũng có bông. Này cũng có bông. Mà hiện tại ở đây thì em không nhìn thấy bông, bông cũng bông nụ giống nãy luôn. Đó. 5 10 15 20 25 nếu mà bán lẻ 50 ngàn một dây là được 250, thấy chưa? Em bán cái dây này với lại đôi bông cho mấy chị là cái bông nó đẹp quá, cái khóa nó đẹp quá. 120 ngàn nha. 120 ngàn, có bông nụ giống hồi nãy luôn. 120 ngàn. 120 ngàn, ai lấy lên giùm em mã trắng. Bông giống gì nè. Đó, 120 ngàn, lấy lên giùm em mã trắng nha. Mã trắng 120. Thoát ra thoát vô hoài. Năm mươi ngàn lên trên mã xanh nè mấy chị. Em lấy đồ lên bán tiếp. 50 ngàn lên về mã xanh. Này nó là gỗ nhuộm hả ta? Gỗ nhuộm. Mã xanh 50. Mã xanh 50. Ai lấy xanh lên giúp em mã xanh nha. Xanh 50 ngàn. Mấy chị chích mũi 4 cho mấy chị. Em mới chích mũi 4 á. Em mới chích mũi 4 luôn. Một cái dây chai gạo phối với lại một viên mã não. Lên cho em mã gạo. Gạo em bán 100. Gạo em bán 100. Gạo 100 mấy anh chị. Gạo 100. Không ai đá động gì đến em hết. Em nghĩ mấy chị ơi, em nghĩ nha, hẹn mọi người ngày mai live tiếp, hứa luôn ngày mai live tiếp. Nay cũng mệt á, nào cũng mệt, con ế là mệt á. À, có cái nhẫn xương nè mọi người, cái nhẫn xương 70, ni số 8, nhẫn xương 70 nha. Ơi, à, thiệt tình luôn mọi người. Chị ơi, lô mặt bao nhiêu? Lô mặt hả? 20k một mặt, nhưng mà chị chốt cho chị thu rồi em ạ. À, đợi lô sau đi em ơi, hiện tại lô mặt hết rồi. Một cái lắc tay pha lê xinh quá à. Khoảng 2 ngày nữa. Có dây không chị? À không em ơi, không có dây, chỉ tặng cho em khoảng, ví dụ em lấy 50 dây, 50 mặt tặng cho em khoảng 10 dây. 10 dây thì, nhưng mà có dây luôn á, em muốn có dây luôn á, thì hả, ôm lô 50 dây đi, 50 dây là 2,5 triệu, ế lộ 100 dây là 2,5 triệu, có mặt luôn. Có hiệu nè, có chai thật nè, có dây khắc silver nè. Còn cái lô mặt này là do chị khui ra, chị làm biến gáp vô trong máy xong rồi chị dục để đây cái nó thành lô luôn. Ừ thì đúng rồi. Em lấy lô mặt thì nó lời hơn là em lấy dây, tại dây người ta đã ship sẽ lựa gỡ ra mặt á thì cắt dây nó dễ hơn. Đúng không? Nè đẹp chưa?
lên cho em mã vòng tay, cái này đó là ngọc trai phối với lại ngọc trai phối với lại ngọc hồng lũ mấy anh chị ha. Em bán 100.000 cái vòng này, trời ơi không ai chốt nữa. Luôn quá đẹp, em đi ngủ. Hẹn em lô sau đi. Hôm nay chị nghỉ live rồi. Do hôm nay chị cũng đắm đuối quá. Hẹn em lô sau nha. Live sau ngày mai, tối mai 7 giờ chị live tiếp. Em bye bye mọi người, em chúc mọi người ngủ ngon nha. Tạm biệt, có ai nói chuyện gì với em không mọi người? Em uống thuốc mà cái răng của em nó, người ta lấy tủy em đâu á. Chào mọi người nha. Bye bye. Chúc mấy chị ngủ ngon, ngày mai em chốt đơn nha. Em đi vô em. Bye bye mọi người, cảm ơn mấy chị đã ủng hộ.